Tiếng Hàn thầy béo. Sơ cấp 1, bài 7 phần 1, từ vựng. 자, từ vựng bài 7. 단위 명사. Danh từ đơn vị. À, thật ra y đơn vị y các đơn vị ở tiếng Hàn của Hàn Quốc ấy, chúng ta buổi trước khi chúng ta học thuần Hàn, Hàn Hàn, chúng ta đã học một lần rồi, đúng không nào? Thế các bạn nhớ lại đi. Ok. 자, các bạn đọc theo thế nhé. Người hay là vị. 명, 사람, 분. Ok. 자, tiếp tục. Con là 말이. 자, 지역, 마이먹, 티비. 대. 대. 그럼 나, 각 번 템 못 놓으셨나, 아니야? 키, 댐, 소, 과, 세. 못 세, 옷도, 할라, 못 세, 세답, 번. 그 세, 꿈라, 던비, 라, 대. 오케이. 자, 띠업둑. 가이, 할라, 과라, 개. 개, 권, 귄, 권, 으흠. 자, 창, 떠. 뭐, 왜, 뷰, 중. 일단, 깔리엄, 관, 제이, 도몬, 제이, 떠. 눈, 컨나. 드넨, 룩, 떠, 던비, 라. 장, 장, 오케이. 자, 띠업둑. 젠, 리, 껍, 라, 잔, 잔, 어허. 띠업둑, 놀, 라, 켤레, 켤레. 뜸아, 무척 더해, 놀, 조이. 놀, 켤레는, 진, 놀, 배, 놀, 제이. 그니까, 놀, 떳, 토이. 히어차, 와이자, 뭐, 퀸, 따이, 나이. 뭐, 껍, 도이, 나이. Ngoài ra thì sử dụng đơn vị khác đúng không nào? Đơn vị gì nhỉ? Sang. Chà thầy nói lại nhé. Từ vùng đôi khét lê chỉ sử dụng một trường hợp thôi. Nói về giày, giày dép với cả nói về tất, đôi tất. Chỉ lúc đó dùng khét lê thôi chứ. Ngoài ra đôi là sang. Một đũa này, một kiểu như thế. Chà tiếp tục. Bỏ bình chai là 병. 병, 오케이. 자, 하지만 여기 런이 있네요. 이거는요, 선생님이 다시 가르쳐줄게요. 더 이상 라인이야? 이거는 can이라고 합니다. can. 영어이죠? can. 자, 오케이. 각번 열 라인이냐? 각 던비 나이 수숨 도난 할라 한한요. 명 말이 대 개권장 잔켤레병 눈소리 도난 눈컵나 그래서 한 명 뭐 두 마리 번번번 nhớ lại không? Ok. 자, chúng ta bắt đầu học tiếp nhé. Từ vùng bài 7 liên quan đến mua sắm. Ok, 같이 봅시다. 자, 화과. 과일. 과일. 자우구. 채소. 채소. 자, 국냐, 까빤 빈 이튼에. 야채. 점령해, 점령. 채소와 야채. 점령. 오케이. 자, 노원. 음료수. 음료수. 이만 깎아놔요. 파란날 하이 거두면 음료료료 하이 거두면 되는 깎아 그 더이마이디 음료수. 꿈덕. 음료수. 이태. 내말 깎아 거 파란 음료수. 되는 그 파란 태도. 음료수. 음료수. 오케이. 자, 띠업둑. 권아오. 옷. 옷. 이만 더 이상 티까네 못 줬냐? 뭔지 뜨붕 옷 라 아옵니다. 아오. 자, 더 비도 어딨냐? 바지. 아오 라 옷. 권 라 바지. 그런데 너희 한국 중중 권아오 꿈 라 걸 라 옷입니다. 대 반여냐? 옷 아오 꿈더 라 중중 권 아오 꿈 라 걸 라 옷입니다. 오케이. 히어차? 자, 좀 더 룬 답디엄냐? 자, 권. 번에 합소리. 답디엄 되냐? 바지. 바지. 오케이. 자, 바이. 치마. 치마. 아하. 자, 자이자, 자이자. 구두. 구두. 할라, 과푸누. 뭐, 자이 까우것. 꿈라, 구두. 오케이, 반여냐? 무라, 모자. 모자. Nhưng mà nếu bạn bây giờ có thể hỏi là thôi ơi, em biết là
rồi, và cú đu là rồi chứ. À, không phải đâu. Ý, nếu mà loại rồi, rồi trung trung gọi là xin bàl. Xin bàl là các loại rồi. Thì tất cả trung trung gọi là xin bàl. Đặc biệt thì rồi da, hay là rồi cao gót là gọi là cú đu입니다. Ok, 이해됐어요? 자, 좀 더 합념 nhé.